Chứ cô kia, cô kia, cô kia, mình cô thế đó, cái kia nó thế nào? Biết gì không cười. Thì cô đó cô mới nhìn cái cụ ấu á, biết cụ ấu với bao miền điển không? Cô đi lấy cụ ấu á, ở dưới cụ ấu nó có rễ rồi đó, quá trời. Thì cô mới biết như vậy. Cô cũng lắc nha các bạn nha. Cô đi học đó, cô mới quen. Anh hỏi thì em xin thưa. Dạ thưa anh. Thưa anh chứ nó xinh, nó xinh, nó xinh. Nó cũng như mình nhưng lại có rau. Mấy cái rễ đó biết không? Giống cái rau của anh vậy. Cho nên cô mới nói giống cái rau. Hồi đó anh để rau dài. Bạn nào lên Facebook của anh thấy hình anh để rau dài. Xong cái anh hết hồn. Anh mới giới thiệu tiếp. Xong cái cô đó cô nói: anh ơi, hồi nãy anh hỏi rồi thì bây giờ cho em hỏi lại anh. Cô mới hỏi anh là làm nghề gì và đang cầm cái gì trên tay. Cô mới hỏi y câu của anh. Chứ anh kia, anh kia, anh kia, mình anh thế đó, cái kia nó thế nào? Làm anh cũng hơi lanh các bạn. Anh mới quay qua nói: dạ thưa em, chứ nó xưng, nó sững, nó sừng, nó rất tưng bừng khi gặp cái kia. Hiện tại mình đang ở Vinpearl. Và sau đây chúng mình sẽ đi coi coi cái gì? Đây, water bác. Water, water. Water. It's so glorious. Lộng lẫy là glorious đúng không?